Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay thì em làm một cái clip thông báo hàng về. Hôm nay có về được một ít hàng, hàng bình dân, tầm trung trung, tầm dưới 20 triệu ha, phục vụ anh em các bác chơi âm thanh. Thì hôm nay về toàn là mấy sản phẩm rất là được yêu thích, lọc xì, âm ly, loa, súp. Đấy. Rồi em sẽ đi lần lượt cho anh em ha. Hôm nay em về tiếp tục cho anh em là ba con trầm. Đây, ba con trầm anh em nhé. Con đầu tiên đây là con trầm của JBL, là dòng JBL BB12 vắt 30 úp đất ha. Đẹp anh em, chưa vệ sinh này, bụi bặm ha. Đó, chưa vệ sinh rất đẹp nha. Vuông thành sắc cạnh hết. BB12 ha, có mức giá là 12 triệu anh em. Con này bắt úp đất nha. Rồi bên đây thì là con cũng là JBL. Con này là E250B. Con này là bát 30 luôn ha, bát 30 phía trước này. Lỗ hơi thì nó ngược lại, con này thì lỗ hơi nằm dưới đất ha. Thì con này có mức giá rất là tốt anh em, chỉ có 11 triệu thôi ha, 11 triệu thôi. Con này đánh khá là khủng ha. Tất cả những cái dòng này là made in Mexico hết anh em nha, chứ không phải là hàng China nha. Anh em lưu ý cái dòng này có China đó nha. Ở đây em bán hàng xịn nha anh em nha. Đó. Con 2250B là 11 triệu. Và hôm nay về một con súp mới của cho anh em khá là ok đây. Thì con này là súp của BX Dub ha, dòng là dòng BX Dub bát nằm phía bên trong thùng. Rất là gấu, phân tầng khủng. Nói chung là mạch rất là gấu anh em, rất là nặng, nó nhỏ nhỏ, nó dài dài. Thiết kế dài này nè. Đó, anh em thấy tản nhiệt nó ra không? Con này thì mức giá là 9 triệu. Mấy anh em này đánh mà cỡ như Yamaha phải kêu bằng sư phụ á, súp là súp Mỹ ha. Con này có mức giá 9 triệu nè. Gọn ha, gọn đút thon vô. Cái lỗ hơi nó nằm dưới đây nè, lỗ hơi nằm dưới đây nè. Cái lỗ hơi nằm dưới, nó có cái che cái mũi nhọn để tản hơi ra luôn, rất là độc ha. Con này có mức giá là 9 triệu đồng anh em. Rồi để em thời gian em test con này cho anh em hay lắm. Rồi tiếp tục hôm nay về anh em là vài con lọc xì, ba con lọc xì. Đây là con Victor C70 anh em. Đẹp xuất sắc nha. Riêng cái máy móc ruột gan mặt mũi là xuất sắc rồi. Đây đít khu này bằng ghế nè. Ruột gan là 7 màu. Mặt mũi là ok, chỉ vệ sinh là giao anh em thôi. Lưng thì có lông mèo một xíu nha, nó dít trầy nhẹ nhưng mà đẹp mà, ốc ác là còn sáng tròn nha. Mặt mũi đẹp hết ha. Đó, con này có mức giá là 8 triệu 300 ngàn anh em. 8 triệu 300 ngàn cho con Victor C70 ha. Anh em muốn lấy hộp gỗ thì cộng thêm 1 triệu 2 ha, là 9 triệu rưỡi ha. Con này lên hộp gỗ rất đẹp. Đây 9 triệu 2. Nói về chất âm của lọc xì Victor thì dòng 70, 80, R7 ba dòng hay. Ba cái dòng hay, nhưng mà con 70 nó thấp nhất là tại vì nó không có cái đèn nước, nhưng bù lại nó được thêm một cái cần. Những con kia là 10 cần nhưng con này tới 12 cần. Đấy. Anh em nhé. Đó 8 triệu 300 ngàn một con Victor C70. Rồi bên đây tiếp tục là hai con lọc xì nữa nè, đều có đèn nước đây, giá bình dân này. Bên trên là con Marantz EQ551 ha, 551. Con này có mức giá là 4 triệu rưỡi nè, 4 triệu rưỡi nha. Rất đẹp nha, có đèn nước chính giữa nha. Đấy, và bên dưới là con Pioneer GR365 ha. Con này có 2, 4, 6, 7 cần, có đèn nước mỗi một bên một cần. Anh em nhé, con này cũng 4 triệu rưỡi anh em. Đó, CR365. Và hôm nay hai con màu đen này rất thích hợp cho anh em chơi với ba con Amly Sanshun màu đen mặt gương em về. Trong ba con mặt gương về hôm nay á thì hai con 367DG. 367DG là con Amly tích hợp giải mã DAC trong đó cho anh em chơi. 367DG công suất là 250W ha. Có giải mã DAC, giá là 8 triệu rưỡi một con. Đây có hai con và một con 607LS Tra. 607 lợi tra cũng đẹp xuất sắc luôn. Con này có mức giá là 8 triệu 500 ngàn. Đấy nè, 8 triệu 500 ngàn cho 607 lợi tra. Đấy, rất đẹp ha. Con này ok lắm. Đấy, anh em lấy cái lọc xì với lại con này ghép là ok nè. Rồi, và tiếp tục cái sản phẩm cuối cùng. Để em đem lọc xì xuống nha. Đây là một cặp loa của hãng Pioneer. Anh em thấy cái dòng loa Nhật em làm cho hãng Pioneer rất là nhiều. Tại vì loa của Pioneer lại hay, mà Amly Sanshun nó lại hay. Hai cái này kết hợp với nhau rất là ok.
Hôm nay em về một cặp loa cũng khá là ok, tiếng hay và cái giá nó lại hợp lý anh em nha. Giá là bình dân hợp lý. Đây là CS755, cũng khá là lâu rồi, hôm nay mới về được một cặp cho anh em, rất là đẹp luôn. Em này về tình trạng là căng lưới zin, căng lưới còn zin. Vẫn có một hai chỗ bị hơi rách một cái thôi. Nhưng mà em cũng giá luôn cho anh em. Cái này không bị này. Cái bên kia bị chút xíu à. Có giá lại cho anh em luôn, đây anh em. Đó. Ha. Để cho nó đẹp thôi. Căng lưới logo tem mác đầy đủ nè. Đây là CS755. Một cặp loa cũng được trong cái gọi là huyền thoại. Thì 755 nó sẽ một cái trép đơm khá là dày dặn ha, cái kiềng còn sáng choang này nè, cái kiềng ha, kiềng zin nè, cái kiềng mít cũng vậy nè đó, anh em thấy rất đẹp không. Và bát 30 màn giấy nha, màn giấy đó, rất đẹp luôn, bát 30 màn giấy rồi. Và nói về CS 755 và 616 thì tất cả những cái thùng loa này về là đều phải dán si bên ngoài lại anh em nha. Đều phải dán si lại hết. Tại vì không dán si, tại cái lớp si nó rất là mỏng, nó bị bong, nhìn nó kinh lắm, nó xấu, nó giống như bị ghẻ đó. Mình phải dán lại cho nó đẹp nè. Còn tất cả anh em là em bao rin cho anh em chơi nha. Đấy, một cặp loa CS755 lóc cạnh là đẹp luôn, không có phải chấp giá gì hết mới dán nha. Anh em để ý kỹ nè, giấy chứng nhận còn nguyên nè, cái đít nó còn sáng giới nè, anh em hiểu ha. Cái cọc loa nó còn đẹp luôn nè, đó. Anh em thấy không? Công suất 100W 63 ohm này. Mắc anh ra bằng đó, giấy khai sinh nó còn luôn đó này đó, đích khu lép ray đầy đủ rất đẹp nha. Và cặp loa CS 755 có mức giá là 17 triệu đồng, 17 triệu anh em nha, 17 triệu rất đẹp nha. Đôi này hôm nay rất là hợp lý, em nhớ cách đây 2 năm là em bán đôi này là 18 mấy rồi, hôm nay thì về nó rẻ em bán rẻ 17 triệu anh em nha. Đó, đôi rất đẹp, rất là đáng để em chơi đó. Thì anh em nào yêu thì phone ngay nha. Đấy. Rồi. Tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Hôm nay em về được bao nhiêu đây sản phẩm thôi. Anh em nào yêu món nào alo em ngay món đó nha. Xin cảm ơn anh em. Và giá trên clip là bao ship nữa nè, cho khoảng đủ cho em. Còn anh em muốn ship cọt thì chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt anh em nha.